ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ 6 ngày 10 tháng 5. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, quân đội Nga trong 24 giờ qua đã thực hiện một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhắm vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Nhìn vào bức hình trong video thì bạn cũng có thể hiểu điều này. Có chăng chỉ là khu vực miền Nam Ukraine là không bị tấn công. Tuy nhiên, điều này cũng có thể giải thích là do phần lớn khu vực này hiện đã bị người Nga kiểm soát. Rất nhiều loại hình tên lửa đã được quân Nga sử dụng, ví dụ như là KH-101, KH-555, Kinzhan, Kalibr và tất nhiên là có cả máy bay không người lái. Các nguồn tin thông báo rằng những đợt tấn công chính nhắm chủ yếu vào các nhà máy phát điện, nhưng đến giờ thì chúng ta mới chỉ có một video duy nhất là video này, cho thấy nhà máy nhiệt điện Lalizhivka phát nổ sau khi bị tên lửa nhắm tới. Phóng to bản đồ, đây chính là nhà máy. Vậy là một cơ sở phát điện nữa của người Ukraine lại bị phá hủy. Một bằng chứng quan trọng khác nữa để xác nhận rằng những đợt tấn công của quân đội Nga thực sự đã gây ra thiệt hại đáng kể cho Ukraine chính là tin tức này. Chính quyền Kiev thông báo rằng sẽ ngắt điện hầu như là toàn bộ các khu vực trên khắp lãnh thổ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 11 giờ tối. Về phía lực lượng vũ trang Ukraine, thì như thường lệ, họ vẫn thông báo rằng đã thành công bắn hạ đến 90% tên lửa của kẻ địch. Nhưng như chúng ta thấy, hậu quả của các đợt tấn công là con số này không hề tương đồng với nhau. Đến với các tin tức trên chiến trường, bắt đầu ở tiền tuyến Kherson, ta tiếp tục ghi nhận đến 5 video ở khu vực Kozachi, Lahery và Krymki, cho thấy quân đội Ukraine pháo kích và sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào các vị trí của quân đội Nga. Chỉ với mỗi 5 video này thì chúng ta sẽ không thể hiểu được áp lực mà quân đội Ukraine đang áp đặt lên khu vực này, vì thế ta sẽ cần lùi thời gian về đầu tháng. Như bạn có thể thấy, hàng trăm đợt pháo kích cộng kèm với máy bay không người lái tấn công. Đây không đơn thuần chỉ là do người Ukraine đang săn lùng kẻ địch của họ, mà với tần suất như thế này thì chắc chắn họ đang chuẩn bị cho một chiến dịch vượt sông mới. Về phía quân đội Nga thì họ cũng đã có những đáp trả nhất định khi dội hỏa lực vào một vài điểm tập hợp quân binh Ukraine ở hữu ngạn. Thế nhưng có vẻ như chúng đang không đủ để làm chậm tiến trình của người Ukraine. Có thể là quân đội Ukraine chỉ đang muốn đánh lừa chúng ta lẫn quân đội Nga rằng họ đang thực sự có ý định tổ chức một chiến dịch vượt sông, từ đó gây ảnh hưởng đến chiến dịch Kharkov sắp được kích hoạt. Tuy nhiên, linh cảm của mình thì đang nói rằng không phải lừa, mà người Ukraine có vẻ như là đang muốn vượt sông một lần nữa. Di chuyển đến Robotyne, như bạn có thể thấy, chỉ còn khoảng 20% khu định cư này là vùng xám, và ta cũng có video cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào vùng xám này. Có hai trường hợp, một là đây là các video cũ, và hai là quân đội Ukraine vẫn có khả năng đưa một vài nhóm quân trinh sát hay gì đó đến để thu thập thêm thông tin, vì thế mới bị quân đội Nga phát giác và tấn công. Ngoài ra, người Nga còn dội hỏa lực vào cả khu vực phía đông và đông bắc bên ngoài thị trấn, chứng tỏ rằng khả năng cao hiện tại đã không còn bất kỳ lực lượng Ukraine nào ở bên trong khu định cư nữa, do quân Nga đã chuyển dịch mục tiêu của họ. Di chuyển đến Vemensky, một tin tức rất quan trọng. Nhiều mapper cho biết quân đội Nga trong hôm qua, dưới kết quả của một đợt tấn công quy mô, đã thành công chiếm đóng toàn bộ ngọn đồi nằm ở phía tây Staromayskoye và thậm chí còn giành lấy được một vài tòa nhà ở bên trong khu định cư. Nói cách khác thì người Nga đã chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này. Đây là một bước tiến rất lớn, vì thế mình đang chưa biết họ đã tấn công theo cách nào mà lại có thể thành công đến vậy. Khả năng cao là một phần cũng là do quân đội Ukraine tự ý rút lui và không muốn phản kháng, vì họ biết sớm hay muộn gì thì họ cũng phải rời khỏi Urozhai này. Do đó, bảo toàn lực lượng là trên hết, còn cố gắng giữ vững hai khu định cư này là điều không thể. Nhắc đến Urozhai này, dù rằng ta nhận được rất nhiều video nhưng lại không có video nào xác nhận liệu quân đội Nga đã chiếm đóng được toàn bộ khu vực mình đang vạch ra thuộc nông trại hay chưa. Có thể là chưa, vì quân đội Ukraine đang muốn câu thêm một chút thời gian ở đây trong lúc lực lượng của họ được sơ tán ở Urozhaine và Staromayskoye. Sau khi hoạt động này hoàn tất thì khả năng cao họ cũng sẽ rời bỏ luôn phạm vi này. Tiếp tục là các đợt dội hỏa lực của quân Nga nhắm vào thị trấn với bom FBB, tên lửa phóng loạt, đạn pháo Krasnopol và hơn thế nữa. Ngoài ra chúng ta còn có một video rất thú vị được đăng tải từ phía quân đội Nga. Hãy cùng xem nó. Đây là một đợt tấn công của họ với chỉ một chiếc xe tăng duy nhất, nhưng nó sẽ là xe tăng Mai Rùa. Chiếc xe tăng này di chuyển dọc theo cung đường giao thông vượt qua hơn một nửa thị trấn mà không gặp bất cứ vấn đề gì, dù rằng quân đội Ukraine lúc đó cũng đã cố gắng nã đạn nhằm ngăn nó lại. Thể hiện trên bản đồ thì chiếc xe tăng đã di chuyển như thế này. Đến giao lộ này thì ta không biết điều gì đã xảy ra, có thể là nó đã dẫn sâu hơn nữa.
cũng có thể là rẽ sang phía đông và phía tây gì đó, hoặc là cũng có thể là quay đầu và rút lui. Dù sao thì điều này cũng không quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là mình muốn chỉ ra cho các bạn là cơ số lực lượng hiện tại của quân đội Ukraine ở phía nam Orozhai này. Cùng xem video một lần nữa và ta sẽ đếm số lần súng phóng lựu mà chúng ta nhìn thấy. Phát thứ nhất được bắn, tuy nhiên chiếc xe tăng không bị ảnh hưởng. Phát thứ hai là đây, bắn trượt nên không gây sát thương. Một vài giây sau là phát thứ ba và đến cuối cùng video là phát thứ tư. Nếu như bạn chưa biết thì đây là một con số nhiều, chứng tỏ rằng lực lượng Ukraine ở phạm vi này của thị trấn đang không nhỏ. Hơn nữa, họ có vẻ cũng đang được trang bị khá đầy đủ các loại hình súng phóng lựu và tên lửa chống tăng. Vậy mình đưa ra kết luận rằng đợt đẩy với xe tăng Mazda này của quân đội Nga chính là một đợt chính sát. Họ muốn tìm hiểu xem các vị trí của quân binh Ukraine đang ở đâu và họ đã làm được việc này. Vì thế khả năng cao trong 24 giờ tới, chúng ta sẽ được chứng kiến các đợt dội hỏa lực của người Nga nhằm dọn dẹp các vị trí này. Và sau khi hoạt động này kết thúc thì sẽ đến một đợt tấn công trực diện cuối cùng nhằm chiếm đóng toàn bộ Orozhai này. Tự chung lại, số ngày còn lại của cả Orozhai này và Staromaysk là không nhiều. Đối với Vuleda thì tình hình cũng đang khá giống những ngày vừa rồi. Tiếp tục là các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga. Họ nhắm vào các công trình cao tầng, các vị trí của quân Ukraine và cả các thiết bị tác chiến. Nói chung là vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị các thứ, chưa hề có dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm tấn công trực diện. Ở Novomykhailivka thì trong hôm nay bỗng nhiên, người Ukraine lại tăng cường hoạt động quân sự của họ khi chúng ta có tương đối nhiều video cho thấy họ sử dụng máy bay không người lái tấn công vào quân đội Nga. Tuy nhiên, vì tính chất bạo lực nên mình sẽ không thể đưa chúng lên. Dù sao thì những video này còn xác nhận cho chúng ta một điều nữa là hiện tại quân đội Nga đang tấn công vào Konstantinivka từ hai cung đường này. Trong video thì họ lại sử dụng các nhóm quân di chuyển với xe máy, tuy nhiên hầu hết đã bị phá hủy bằng máy bay không người lái của quân Ukraine. Di chuyển đến Krasnohorivka, khu định cư có thể nói là quan trọng nhất trong hôm nay. Những ngày gần đây thì động thái của cả hai phe ở thành phố này đã giảm hẳn. Chúng ta cũng đã thảo luận về việc này và cũng không biết lý do thật sự đằng sau. Vậy nên mình đã đưa ra một vài giả định như quân đội Nga muốn củng cố lại vị trí hay quân đội Ukraine đưa thêm được quân viện trợ đến đây để mới ổn định được tình hình. Hoặc cũng có thể là do người Nga tạm dừng tác chiến để bổ sung lại lực lượng. Dù sao thì cũng khá khó hiểu. Cũng may là đến hôm nay thì ta vẫn có thêm thông tin để nắm bắt rõ hơn lý do tại sao. Nhắc lại một lần nữa, trong suốt khoảng thời gian qua thì quân đội Nga đã chiếm đóng hầu hết khu vực phía nam Krasnohorivka, bao gồm cả khu công nghiệp. Ngoài ra, họ còn đã chiếm đóng được trang viên này dựa vào tin tức ta có cách đây vài hôm. Tức là người Nga hiện giờ đang đánh vào thành phố này từ hai phía, là phía nam và đông bắc. Đến hôm nay, nhiều mapper cho biết quân đội Nga bằng một cách nào đó đã xuyên thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine và mở rộng phạm vi kiểm soát lên thêm một vùng như thế này. Đối với các cuộc giao tranh thì hiện chúng vẫn đang diễn ra ở khu vực bệnh viện trung tâm. Đây chính là khu bệnh viện trên bản đồ. Và chúng cũng là các công trình cao tầng duy nhất ở phạm vi này. Thêm nữa, đừng quên rằng chúng ta vẫn chưa có thêm thông tin gì đối với phạm vi dọc theo tuyến đường giao thông trung tâm mở gần trạm xăng. Ở đây cũng có một vài công trình cao tầng và tin tức gần nhất mà chúng ta có là quân đội Nga thành công chiếm thêm một vài tòa nhà. Vậy nếu ta thử đo khoảng cách từ tuyến đường giao thông chính đến bệnh viện, nơi được cho là đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa hai phe, thì chỉ loanh quanh 600m. Đây là một khoảng cách quá ngắn, tức là nói trắng ra nếu các thông tin trên là đúng thì hiện tại toàn bộ lực lượng Ukraine hiện vẫn còn nằm ở bên trong khu vực phía đông thành phố, đã chính thức bị bao vây hay bị nhét vào bên trong một cái nồi hầm. Giờ thì họ chỉ có thể bỏ chạy trên đôi chân của mình. Còn đối với các phương tiện hay khí tài thì chắc chắn chúng sẽ không thể nào sống sót mà đi qua một cái nắp chỉ rộng 600m. Quân binh Ukraine thậm chí sẽ chẳng đợi lệnh từ sở chỉ huy mà tự ý rút lui. Thành thật mà nói, đây chính là bao vây tác chiến và quân đội Nga đang tiến công quá nhanh. Mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong một ngày. Như mình vừa nói, về người thì quân đội Ukraine vẫn có thể rút lui và đảm bảo được. Nhưng với phương tiện và thiết bị tác chiến thì khả năng cao họ sẽ phải bỏ lại. Thêm nữa, mình nghĩ là công tác đóng nắp hoàn toàn cái nồi hầm này cũng sẽ được người Nga thực hiện ngay trong đêm này. Còn nếu không thì họ sẽ phải gặp một vài vấn đề. Di chuyển đến khu vực phía tây Odessa, mình cũng cập nhật hệ thống bản đồ sau khi ta nhận được video xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến sâu hơn ở khu vực cánh đồng nằm giữa Solovyove và Berdichi. Tiếp nữa là một video khá thú vị được đăng tải bởi lữ đoàn cơ giới hóa số 47. Ở góc dưới bên phải là chiếc Bradley của họ, còn ở góc bên trái là một chiếc xe tăng của quân đội Nga. Hãy để ý kỹ vào đoạn này. Chỉ một phát bắn duy nhất từ chiếc Bradley đã khiến cho xe tăng bị phá hủy hoàn toàn, cực kỳ chính xác cũng như uy lực, và ngay sau đó là những gì còn lại của chiếc xe tăng này. Đo đạc trên bản đồ một chút thì khoảng cách giữa hai chiếc xe là lên tới 1,5 km, khá xa. Vậy mà chiếc Bradley chỉ cần một phát bắn duy nhất đã trúng mục tiêu. Thế nhưng có vẻ như sau khi đạt được thành tích này thì lính điều khiển nó đã hơi sung sức quá mức.
Anh ta khả năng cao là đã lái chiếc Bradley dọc theo hàng cây này để tìm kiếm thêm quân đội Nga. Chỉ tiếc là sau đó thì cả người lẫn xe đều đã bị quân đội Nga xóa sổ bằng pháo kích. Nói tóm lại, con đường của chiếc Bradley trong video rất vinh quang nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc rồi vụt tắt. Vừa rồi chính là toàn bộ diễn biến. Ngoài ra, các nguồn tin Ukraine trong hôm qua còn bổ sung thêm rằng không một đồng nào được đầu tư vào để xây dựng các hệ thống công sự ở khu vực này. Vì thế, lực lượng Ukraine chỉ đơn giản là cứ ngày càng rút lui về đằng sau và đánh mất xe bọc thép của họ ở các cánh đồng. Tổn thất của lữ đoàn cơ giới hóa số 47 cũng được ghi nhận phần lớn ở khu vực này. Nếu lùi thời gian về là ta có thể thấy ít nhất 2-3 xe tăng Abrams cùng với khoảng 10 chiếc Bradley đã bị phá hủy ở đây. Dịch một chút lên khu vực phía Bắc, chúng ta cuối cùng cũng có video xác nhận sự hiện diện của quân đội Nga ở đông Novoleshchanivka. Vì thế mình đã thay đổi lại hệ thống bản đồ. Đối với khu vực phía bên phải của khu vực này thì vì chưa có video nên ta sẽ để là vùng xám. Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh rằng mình tin là khu vực này cũng đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Chỉ là mình đang muốn đợi các video xác minh mà thôi. Dựa theo các nguồn tin Ukraine thì người Nga hiện đang tiến công thêm một vài hướng như sau. Đầu tiên là họ nhắm vào trận địa công sự này ở Bắc Sokhiu. Thứ hai là dọc theo đường sắt đến Bucharest và cuối cùng là tất nhiên rồi nhắm đến Novoleshchanivka. Các nguồn tin Nga cho biết lữ đoàn pháo binh số 147 của Ukraine hiện đã rút lui khỏi tiền tuyến. Điều này là hoàn toàn bình thường vì đây là lữ đoàn pháo binh chứ không phải là lữ đoàn cơ giới hóa hay lữ đoàn tấn công. Trong hầu hết các trường hợp thì họ không nên có mặt ở ngay tiền tuyến, vì thế việc họ đem các hệ thống pháo binh lùi về đằng sau là điều rất dễ hiểu. Di chuyển đến mặt trận Bakhmut, không có thay đổi gì trên mặt đất. Còn đối với các đợt tấn công bằng máy bay không người lái cũng như là dội hỏa lực từ phía quân đội Nga thì cũng vẫn đang được thực hiện rất đều đặn. Các vụ nổ thì được ghi nhận ở khắp nơi. Điều mà mình muốn các bạn chú ý đến là khu vực nằm giữa Ivanovka và Klitschka. Như mình đã nói trong bản cập nhật lần trước, quân đội Nga đang muốn đẩy về phía tây nam Ivanovka để tìm kiếm cơ hội chiếm thêm một vùng lãnh thổ như thế này, trong lúc lực lượng của họ vẫn đang dội hỏa lực vào Chasivka. Phạm vi này hoàn toàn là đất trống, vì thế mình nghĩ sẽ không quá khó để cho sư đoàn không phận số 82 của quân đội Nga giải quyết. Nếu nhanh thì sẽ khoảng 1 tháng, còn lâu hơn thì cùng lắm là 2. Đối với mặt trận Sivers thì chúng ta không có tin tức gì quá đáng chú ý ngoài một vài đợt đánh bom và pháo kích của quân đội Nga ở Spine. Nakubias thì như mình vừa nói trong bản cập nhật lần trước, ở đây là khoảng thời gian quyết định để xác định xem cả hai phe liệu phe nào mới là bên tận dụng được lợi thế và giành lấy cánh rừng ở Kremina. Như bạn có thể thấy trong bức hình cho thấy các điểm cháy bất thường. Đám cháy đã lan rộng ra gần như là toàn bộ khu rừng và hình thể tiền tuyến chắc chắn sẽ thay đổi sau khoảng thời gian này. Dựa vào tình hình hiện tại thì khả năng cao quân đội Nga sẽ là bên chiếm được ưu thế nhờ vào sự đa dạng đối với các loại hình vũ khí mà họ có. Nếu như họ nắm được tiên cơ trong khoảng thời gian đỏ lửa, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì là quân đội Ukraine sẽ buộc phải lùi về rất sâu và nó hoàn toàn có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một mặt trận đến tận Solovyansk chẳng hạn. Đối với Bakhmut thì chúng ta có tin tức cho biết quân đội Nga đã thành công đục thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine ở Brestovye và các cuộc giao tranh hiện đang diễn ra ở khu vực này. Người Nga không chỉ đang đẩy sâu hơn về phía Tây mà giờ còn là cả phía Nam. Kết cục của vùng lãnh thổ mà mình đang vạch ra sẽ là được xác định chỉ sau một vài ngày nữa. Di chuyển đến khu vực Kharkov vẫn tiếp tục là các đợt dội hỏa lực và quan trọng nhất là các nguồn tin Ukraine cho biết nhóm quân trinh sát đầu tiên của quân đội Nga đã chính thức vượt qua biên giới để tiến vào lãnh thổ Ukraine từ phía Belgorod. Vậy là đã có động thái mới đến từ người Nga. Tuy nhiên chúng ta cũng có tin tức cho biết họ mới chỉ tập hợp được khoảng 35.000 quân ở đây, hơi ít vì với con số này thì chắc chắn sẽ không đủ để cho họ chiếm đóng Kharkov hay thậm chí là tiếp cận thành phố, mà nó sẽ chỉ đủ để mở rộng vùng kiểm soát của người Nga lên thêm khoảng 5 km mà thôi. Litva và các nước Baltic đã sẵn sàng gửi quân đến Ukraine theo học thuyết quân sự của nước này. Trong trường hợp Ukraine sụp đổ thì mục tiêu tiếp theo của Liên bang Nga sẽ là họ. Vậy nên giờ họ quyết định sẽ là tốt hơn nếu như dừng chân người Nga ở Ukraine chứ không phải là ở trên lãnh thổ của đất nước mình. Theo các tin tức mới nhất, Áo sẽ không gia nhập NATO. Tiếp theo, ngay sau chuyến thăm đến Pháp thì Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ có một chuyến thăm khác đến Serbia. Khả năng cao là ông sẽ thảo luận với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić về rất nhiều thứ. Những thứ mà Trung Quốc gửi đến Serbia trong thời gian tới rồi cũng sẽ được chuyển đến tay người Nga. Một nhóm đồng minh ở ngay giữa trung tâm châu Âu, quả thực rất thú vị. Ukraine gần đây cũng thông qua một dự luật rất quan trọng, đó là giờ đây họ sẽ huy động cả tù nhân và đây là nghĩa vụ bắt buộc. Chắc chắn rồi, những tù nhân này sẽ được đưa đến những nơi nóng và khắc nghiệt nhất ở tiền tuyến. Tin tức cuối cùng cho ta biết tên lửa của quân đội Nga vẫn đang tiếp tục được cải tiến. Tổng kết lại, cuộc xung đột này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì sẽ đến trong thời gian tới. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.